Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày đầu chính thức thu phí qua trạm BOT xa lộ Hà Nội, đã xảy ra tình trạng phương tiện ùn ứ cục bộ kéo dài. Theo thiết kế, trạm thu phí xa lộ Hà Nội có 4 làn thu phí tự động ETC, 4 làn thu phí hỗn hợp và 8 làn thu phí một dừng. Vào cao điểm buổi sáng, lượng phương tiện lưu thông vào trung tâm thành phố tăng cao. Nhiều xe chưa gắn thẻ thu phí tự động chạy sai làn, khiến thời gian thanh toán lâu, gây ùn ứ. Đơn vị chủ đầu tư phải tận dụng làn đường hỗn hợp để bố trí điểm thu phí cơ động, tránh gây ùn tắc kéo dài. Trạm thu phí xa lộ Hà Nội hoạt động nhằm hoàn vốn cho dự án mở rộng tuyến đường này, từ chân cầu Sài Gòn tới nút giao Tân Vạn, dài 15,7 km, tổng vốn đầu tư hơn 4.900 tỷ đồng. Giá vé lượt thấp nhất là 25.000 đồng, áp dụng cho ô tô dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn và xe buýt. Giá vé lượt cao nhất 140.000 đồng cho xe tải trên 18 tấn và container loại 40 feet. Trạm miễn giảm cho 11 nhóm phương tiện ưu tiên.